Anh Kem ơi, review đế quay tự chế đi. Ok. Đây, đây chính là những cái đế quay tự chế của anh mà. Đế tự chế của anh rất là nhiều. Nhưng còn thiếu đế nữa. Nữa là xong. Đây là những cái đế anh tự làm. Thì anh sẽ lấy một con quay đẹp để giúp như con này nha. Con này sẽ thử gắn cái đế này vô, cái đế vàng này vô. Đế tự làm nhá, nhìn nó tự làm. Bắn luôn, nhìn khách luôn. Không, lúc nào bị đó hủ cái con đều đứng yên chỗ đó. Chỉ di chuyển với cái đầu thôi. Nè, cái đế ra. Cắn một cái đế phụ như cái đế trứng này nha. Đế trứng. Đế trứng á. Nhưng nó không có cân bằng rất là lâu luôn nãy giờ. Còn con quay này là đế đầu của mình luôn, bản đầu. Rồi đế này đều rất bằng tâm hết. Được không? Đế này mình sẽ háo ra. Rồi, mình sẽ lấy cái đế mới của mình. Đế này. À, xong cái đế này là đế đế hụt đế cực kỹ đầu tiên thì mình cũng nói gì đế là các bạn. Cách làm thì chỉ cần có cây tăm, các bạn có thể xuống chết thử bằng mình thì làm cho bằng cái đầu đạn sót. Hiện tại mình cũng chưa làm xong, nếu được những cái khác thì mình cái review là khác nha. Thì mình đã nói cho các bạn hai cái rồi, cái này là cái tiếp theo và cái cuối cùng mình cái ta nãy giờ. Hiện tại mình làm xong. Chào với em nha. Lại nha, tại vì nó bay cái
Wow, chừng nào nó bị lỏng le thì ghê không? Thông minh ghê chưa? Xong cái đó thì ngọt thì con. Ê à. Còn ba cái đứa mới bắt đầu tiếp tục ba cái đứa mới thôi, mình sẽ đánh con một đúng rồi, con quay trên thiên nha. Còn hai cái đế này mình để ra sau, mình thử review cái đế đầu trứng này hơi bị tròn bằng Lego. Vậy không? Nhưng nó hơi bị cao cái. Mình sẽ gắn cái đối toàn vừa vừa cho nó cái đối vừa vừa. Ủa cục trứng nữa mà ghê không? Chơi ngay cục trứng, cục trứng cho mai ghép. Ôi trời ơi, à quên, cái đối này không hụt chứ cái... Này lắm, đứng ở đây. Đỡ vô. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn các bạn video lần sau.